thuộc sổ, đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng. Cầm trái thuốc trên tay, con ẻ liền đọc kỹ hướng dẫn. Sau đó nó dốc hết cả lò thuốc cho vào mồm. Con ẻ đinh đốn này, đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng là đọc tờ giấy hướng dẫn sử dụng thuốc, chứ có phải là đọc câu kỹ hướng dẫn rồi dùng đâu. Sau khi dốc hết cả lò thuốc vào mồm, con ẻ đã phải nhập viện. Này con tôi nhập viện đúng không bác sĩ? Cháu nó sao rồi? Rất tiếc, chúng tôi không kịp làm gì cả. Cháu ra đi nhanh quá. Ôi con ơi! Con ẻ nó trốn viện, chứ có phải là nó đã chết đâu. Bác sĩ nói như thế, thì bố con ẻ hiểu nhầm là đúng rồi. Rất tiếc, chúng tôi không kịp làm gì cả. Cháu ra đi nhanh quá. Ngày xưa, có một anh chàng chăn ngựa, nảy sinh tình cảm với một con ngựa cái. Một thời gian sau, họ sinh ra được 3 người con. 2 người con đầu, có nửa trên là người, nửa dưới là ngựa. Còn thằng con út thì nửa trên là ngựa, còn nửa dưới là người. Vì thằng út quá xấu xí, nên đã bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà. Cậu ta tủi thân, bỏ nhà ra đi, đến một bãi biển. Tại đây, cậu gặp được một nàng tiên cá. Ai hi, chào anh đẹp trai. Họ đã nảy sinh tình cảm với nhau và đã đi đến hôn nhân. Một thời gian sau, họ đã sinh ra 2 người con. Người con đầu tiên được thừa hưởng nửa dưới của bố, nửa trên của mẹ. Đứa này có cấu trúc của con người nên phải lên đất liền để sống. Còn đứa con thứ hai thừa hưởng nửa trên của bố, nửa dưới của mẹ. Còn đứa này có cấu trúc của con cá nên phải xuống biển để sống. Mày là cái con éo gì vậy? Mày bị đuối à? Tao là cá ngựa nhé. Nhìn cho kỹ đi. Chúng tao là một chủng loài phi thường. Và đó là sự tích hình thành loài cá ngựa. Tại một cửa khẩu biên giới, báo này là báo gì? Là báo cá trà. Đúng là cá thật. Được rồi, anh đi đi. Ngày thứ hai, anh ta tiếp tục chở báo cát đi qua biên giới. Lại là cát à? Ngày thứ ba, sao ngày đéo nào nó cùng chở cát nhỉ? Nhiều năm sau, họ gặp lại nhau ở viện dưỡng lão. Mày là thằng chở cát năm xưa đấy à? Úc, thằng cảnh sát. Tao được đào tạo chuyên nghiệp mà vẫn không hiểu năm đó mày buôn lậu cái quái gì. Tao buôn lậu xe đạp. Bạch cốt tinh đang tắm nước nóng thì khuyển già xoa và con lợn này đi ngang qua. Khuyển già xoa bỏ rau củ và hành ngò vào trong bể nước nóng, còn con lợn thì bỏ gia vị vào. Nước hầm xương vây là ngon rồi á, bỏ mì gói vô đi. Mấy thằng mất dài, tao đang tắm nước nóng chứ có phải hầm xương cho bọn mày ăn đâu. Dân bố mẹ quá, điệu cày dắt chó bỏ nhà đi bụi. Vài ngày sau, thấy tin báo, tìm chó lạc. Thế còn con, bố mẹ xem con không bằng con chó sao? Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ, like luôn đi.